Công trường nơi xảy ra tai nạn nằm trên đường dẫn vào cánh đồng trồng rau màu của người dân xã Vân Nội, nên hàng ngày họ vẫn phải đi qua đây. Khu vực này có cắm biển, công trường thi công cấm vào, nhưng nó chỉ là tạm bợ và không đủ giá trị cảnh báo với những đứa trẻ nhỏ. Do đó, khi có mưa lớn kéo dài, tạo thành những hố nước sâu, nơi đây đã trở thành những cái bẫy và tai nạn đã xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Và một bát hương tạm bợ mới được lập lên sau cái chết thương tâm của hai học sinh Trần Văn Hào và Trử Hải Đăng. Thực ra thì theo như cái quan điểm của ban quản lý dự án 85 ấy, thì cái phần trên công trường đã có mở các cái lối đi, thì đề nghị người dân là nên sử dụng các cái lối đi đấy và không đi vào công trường mà không có sự hướng dẫn của người có cái trách nhiệm. Ban quản lý dự án đã phải tính đến các biện pháp đảm bảo an toàn khác, điều mà trước đó họ gần như bỏ qua. Theo quy định của pháp luật, trong quá trình thi công, chủ đầu tư phải đảm bảo an toàn các công trình như việc dựng biển cảnh báo, lập rào chắn an toàn, bố trí người đứng cảnh giới. Tuy nhiên, tại công trình thi công cầu Nhật Tân, việc đảm bảo an toàn vẫn chưa được thực hiện triệt để. Mình phải hiểu trách nhiệm á, là đối với hậu quả gây chết người á, thì nếu như á, mà đây là có đủ cái dấu hiệu về hình sự đấy, thì có đơn đấy, gia đình nạn nhân có đơn gửi cho cơ quan điều tra xác minh đấy, đánh giá chứng cứ làm rõ, nếu như đấy, đủ cấu thành hình sự thì sẽ khởi tố. Ở đây thì có thể nói là trực tiếp là ban quản lý đấy, ban quản lý của cái công trình đấy, đứng đầu là trưởng ban đấy. Và ngoài ra là chủ đầu tư là cái công ty mà mẹ của cái ban quản lý cũng phải liên đới chịu trách nhiệm. Theo giám đốc ban quản lý dự án cầu Nhật Tân thì hố nước công trình nơi xảy ra sự việc do nhà thầu Tokyu của Nhật Bản thi công. Hiện thì ban quản lý đã đề nghị nhà thầu thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ với gia đình của các cháu cũng như trách nhiệm xã hội liên quan trong vụ việc này. Thì ngoài cái trách nhiệm hình sự đối với chủ đầu tư do cái việc mà bất cẩn trong cái việc quản lý dự án gây đến hậu quả chết người đấy, thì ngoài cái trách nhiệm hình sự thì còn có trách nhiệm về dân sự đấy, do bất cẩn trong cái việc mà quản lý công trình đấy dẫn đến coi như là chết người, thì ở đây là chủ đầu tư ban quản lý dự án là phải có trách nhiệm coi như là nếu như không thỏa thuận được đấy, nếu không thỏa thuận được với người thân của nạn nhân thì mức chi phí pháp luật quy định là tối đa không quá 60 tháng tiền lương tối thiểu do nhà nước quy định là khoảng trên dưới 100 triệu. Sự ra đi của hai em nhỏ đã và sẽ để lại nỗi đau vô hạn cho những người thân. Việc làm rõ trách nhiệm thuộc đơn vị nào trong vụ việc này sẽ góp phần bù đắp tổn thất của hai gia đình nạn nhân, nhưng quan trọng hơn sẽ cảnh báo cho các chủ đầu tư hay đơn vị thi công có trách nhiệm hơn trong việc bảo đảm an toàn với người dân và người lao động tại các công trình giao thông.